bảy ngựa. Đâu mấy bảy ngựa cốt sẵn hay cốt xéo? Cốt xéo. Cốt xéo nha các bạn. Mà sao gắn cái này là sao? Bị mất cái nắp chụp rồi. Mất nắp chụp hả? Cái này mua tại chợ mua có nha, hôm nào đi mua cho. Đó, cái này là bạn này không phải chủ hả? Mà chạy luôn hả? Chứ nhưng mà nó cũng có lại cho bạn. Mấy chủ nó chạy nó buộc, còn đâu phải vỏ mình đâu, mình chạy thoải mái luôn mà. Này đi đường dài sao đi nổi? Phải ấy được. Bạn chỉ thấy cái vỏ phớt ngang một lần chứ thì có cái nhận xét gì không? Chủ vỏ nha. Chủ vỏ chứ không phải lá vỏ nha. Lá vỏ là ở đây nè. Không phải là. Rồi chủ máy thấy thì sao? Rồi. Hả? Chủ vỏ thấy thì sao? Vậy được không? Còn lá vỏ? Lá vỏ thấy thì sao? Thì mình qua cái lần mà cho cái vỏ này chạy thử thì mình cũng có cái nhận xét như thế này. Cái ngỗng nó nhỏ hơn cái lỗ bổ quá trời à. Chạy coi chừng nó bay tới đó. Ừ, sống tạo coi chừng nó nhảy tới đó. Mình không có khóa tê được đó. Cái này theo mình nghĩ ha, là mình khoét cái lỗ ở dưới đó đó, để mình khóa cái máy xuống luôn. Hoặc là mình khóa tê. Đó,
Được, nhưng mà mình phải khóa lại để thôi chạy cho nó bay cái máy lên nguy hiểm nha. Làm cách giá vô cho nó bóp lại. Không được. Nó vẫn thôi nhóng lên, tại cái tóc nó lẹ quá. Ừ. Như cái lỗ ngẫm nó giống như hơi xuôi tới chút xíu, chạy hồi nãy là hai thằng mà lúc mà chạy là cao lên á, chạy là nó cao lên vậy nè. Cái hai thằng, một thằng mà thằng lái vỏ nó đè, rồi cái thằng ngồi trước ngửa vỏ nó cũng đè luôn, thành ra chạy mới được đó. Nó bay lên không à? Không, cái này là không đúng dân chơi các bạn ơi, dân chơi tao phải khóa tê rồi hết trơn. Này là không ok à. Nhưng mà chạy cả tốc độ đó trở lại thôi nha. Cao nữa là phải khoét lỗ đó, khóa tê lại. Khoét lỗ luôn. Thôi khoét. Để cái cây dài chút. À, khi qua cái lần test thử cái vỏ thì mình cảm giác vậy đó. Còn máy này cũng thuộc dạng đi làm ăn thôi, chạy cỡ này cũng được rồi. Thế nếu mà chạy đường dài giờ là đuối. 80 ngàn thêm thôi. Cho nó cầm xuống, lấy cái sắt là thọt ngang lên, bẻ đốt lên rồi. Nhưng mà quan trọng là còn xăng chạy về hay không. Đừng lé, đừng lé. 60 thì chạy ok rồi, nó lắm. Đừng lé đi. Rồi, ok. Rồi, về. Về lấy sơn rồi sơn vô nha, màu đỏ. Quên đó, màu khác nha. Sơn màu đỏ đó không? Đó, chắc mẹ sao rồi không để ông nào khoái lái vỏ hay gì đó. Nó không chịu chạy lái gì. Được hả? Trời ơi, kêu theo đang chạy đó hả? Vậy là chưa lái vỏ được rồi. Nội bộ mình ở trên bờ nè. Long thấy sao cái vỏ đó? Vỏ đó. Không gặp vỏ đó. Máy thiếu tải. Cái máy nó không đủ đẩy cái vỏ đó. Còn bạn này nè, chuyên chạy cái máy đi làm thấy sao vỏ chạy được không? Máy này nè. Ừ. Cái vỏ đó kìa, còn máy mình chưa chạy mà. Cái vỏ đó thì chạy được rồi đó. Thì được mà thấy cũng không đi gì không đúng không? Được, chạy được, chạy được. Thì hả? Còn Phúc. Sao Phúc nhận xét mạnh lắm nè. Vỏ đó hả? Ừ. Lẽ chậm là sao nói sao? Chạy vậy rồi nó đạt hay chưa? Đạt rồi, cũng khéo như bánh thẳng đâu gì không đạt cho được. Ta có 7 ngựa, kêu chạy 9 ngựa với 12 ngựa cho chạy 1 ngựa chạy được. Là nó chạy là ý phút nó là 7 ngựa là chạy được có nhiêu đó hà chứ không hơn nữa. Nhưng mà cái chân dịch đó nó quá dày đi. Chạy nó nửa chừng là nó gống rồi nó lên không nổi. Quay qua quay lại thì Long đã gác cái xăng lại rồi đó. Chỉnh lại cho nó êm ái đàng hoàng mới giao được. Thấy không? Phúc là không là thấy dữ nhưng mà Long là cũng phải sửa lại nữa đó. Hai cái đồng cái dụng luôn.
Gặp lại mấy tiệm máy cặp máy xong câu liền không không ở đây tại lòng biết chứ còn không thời gian có thời gian thôi hay là cái câu con câu của ba cái làng là có đi xong rồi đó đứng đây thấy luôn. Câu cái gì mà tao bóc cái lưới câu 2 sao tao bóc cho nhà lấu không Lâm? Biết đâu. Bóc 3 tao bóc cái nhà lấu còn mà cá là cái này. Cá là cá vậy đó. Mới câu cái thứ gì đó mà. Câu nửa xong nghe mình mới kiên cọt cọt cái căng dây ngang tao bủa móc tao bủa xuống. Nhập lỗ nhà tiểu là mà mỗi đợt nhập đi chiếc xà lan nhập cái là mấy trăm chiếc ngàn chiếc đi cái mà đi bển thằng đợt cái xuất khẩu cái của ai cái tên ta nói nhiều tiền nhiều nhập cái được cái to gì nguyên đợt nguyên đợt kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.